Đây là ở đây là đường Lý Thường Kiệt nha cô chú. Đó thì sau cơn mưa nè, đây nó ngập lúc như thế này. Đó, đây là tiền gì đây? Cái đoạn đường như thế này mà cứ vậy hoài là không có sửa chữa gì hết á cô chú. Coi nè, để em đi ra đây em đứng em quay cho mọi người xem. Quá trời. Đây vì sao mà bà con người ta chịu nổi xe giật bộ là hư hết. Đây Lý Thường Kiệt nha cô chú. Đây Thành Mỹ ngay địa chỉ luôn. Đó 302 luôn Lý Thường Kiệt nha. Đây em cho mọi người xem cái khúc từ đầu đường Lý Thường Kiệt mà chạy dài mà tới ngã 7 ngã 5 luôn là bây giờ nó ngập lúc như thế này. Đó thấy chưa, thấy đoạn đường như vậy hỏi sao mà xe cộ ta chạy được, chết máy hư hết. Đây ngay trường học luôn đó nè. Đường này là đường lớn luôn á cô chú, đường lớn luôn, ngay chợ Tân Bình luôn. Đó mà nước ngập lụt như thế này. Đó biển hồ nha, Sài Gòn thì cũng có biển hồ chứ. Đây. Thế chứ bây giờ mà xe mà thấp thấp là nói chung là để bộ luôn, chứ không có cái đường nào mà chạy được hết á. Thấy chưa? Đó đây là Sài Gòn. Sài Gòn kiểu gì đây không biết. Cơn mưa mới có một tiếng thôi đó thì xe chạy nè. Đó thấy chưa, đó đây là trực tiếp luôn á, chứ không có kiểu mà quay mà nói dốc nói láo gì hết á. Đó thấy chưa, đoạn đường lớn của Sài Gòn mà vậy. À thì khi nào mà mới hết đó, mà leo lên lề mà còn ngập lúc trên lề đó. Cái này là trên lề bờ kè nè mà nó còn ngập lúc lên tới nhà người ta luôn. Đó, rồi chú thấy không? Đó, Sài Gòn chìm trong biển hồ. Quá trời nước. Kiểu này thì thôi chứ sao mà chạy xe đi tới đi lui gì được nữa cô chú. Xe nào mà thấp thấp thì sao chạy. Thấy chưa? Mày là đứng trên bờ mà nó ngập hết đôi giày luôn nè, thấy chưa? Đứng trên bờ đấy mà ngập hết đôi giày luôn. Đó, xe mà nó ngập tới gầm. Thấy chưa? Đây nè. Sài Gòn gì kỳ vậy? Không tin được luôn á. Đây nè. Trời đất ơi có sóng luôn. Giống như sóng biển vậy đó. Nói gì sao ta mà chịu nổi. Người dân Sài Gòn mà trời mưa thì cũng vậy, còn trời nắng á thì cũng là nói chung là đủ thứ chuyện. Đó bây giờ cái đường lộ mà đường lớn luôn, đường lộ lớn luôn của Sài Gòn luôn, Lý Thường Kiệt mà như thế này thì cái đường nào mà không ngập cô chú. Đấy, đường Lý Thường Kiệt đó bây giờ sống cả. Trời đất ơi cái này mà có ghe chạy được luôn á. Khỏi cần chạy xe. Cái này đem ghe vô thuyền vô chạy được. Chạy trên đây cũng được nữa. Đó mà xe 50 chỗ mà nó ngập tới lên tới gầm nè. Đấy. Hỏi gì sao người dân chịu nổi cô chú. Đó. Ồ, thấy chưa? Xe máy phải chạy nhanh chứ mấy chết máy hết. Đây. Đó, cái này là bên lề thôi nè, xe buýt mà chạy mà ngập tới đó tới gầm luôn thấy không, hơn nửa bánh xe taxi đó. Thế giờ lúc luôn, nói chung là xe nào cũng lúc hết, mà mưa mà dứt hồi nãy giờ là gần một tiếng đồng hồ rồi đó, mà nước nè giống như cái biển hồ không, thấy chưa đó, thì biển hồ tới Sài Gòn vậy. Sài Gòn, thành phố biển Sài Gòn. Thấy chưa cô chú? Sài Gòn gì kỳ vậy?
xe nó gặp hết nguyên chiếc luôn. Đó lội xuống nước thì lúc mà cỡ vào đó, thấy không? Đó, hỏi gì sao chịu nổi cô chú. Quá trời quá đất. Đó, bây giờ này, này là trên lề nè nha. Đó, trên lề đấy, trên bờ kè đấy. Trên lề của nhà người dân mà nó ngập vô tới nhà người ta luôn. Quá trời không? Hên là mưa thôi, không có dông nữa nha. Dông mà còn mò khổ nữa. Cái này mà ra tắm tắm, nói chung là tắm cũng được, đem cái phao ra bơi cũng được đó cô chú. Đó. Bơi thoải mái luôn. Hỏi gì sao chạy. Xe thấp thấp là xong luôn. Giống như cơn bão vừa rồi luôn. Dài dép em bây giờ là nó ướt nhem ướt nhẹp hết rồi, chút bỏ dài ra luôn. Quá trời quá đất. Hôm nay là chợ Tân Bình nha, đường Lý Thường Kiệt nha cô chú. Đó, đường Lý Thường Kiệt Tân Bình là mới vừa mọc lên một cái biển hồ đó, ai mà muốn tắm biển hồ thì cứ lên đây ngay chỗ đường Lý Thường Kiệt sát với chợ Tân Bình. Đó là địa chỉ là 302 nha cô chú. Đó, xem đi giờ tuổi. Bây giờ là khỏi cần đi Vũng Tàu tắm chi cho mệt. Sài Gòn cũng có biển. Đấy nè, lên xe lúc đó. Bừa hết, chỗ nào cũng bừa luôn. Đó. Thấy không? Quá trời Sài Gòn của tôi. Kiểu này thì thứ gì chịu nổi. Lúc luôn của chú ơi. Đó, bây giờ là còn là đó, thấy không? Giờ này là giờ cao điểm luôn. Đó, cao điểm mà nước như thế này hỏi sao chịu nổi. Quá trời nước không. Xuống luôn, xuống luôn. Đúng rồi. Thư máy thì đẩy bộ. À, thì thôi em chia sẻ nhiêu đây thôi nha cô chú, để cho cô chú biết Sài Gòn là có biển hồ nha. Đấy,